Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Các bạn thân mến, như nhiều người đã biết, tình hình Biển Đông nhiều năm nay vẫn luôn còn những diễn biến phức tạp. Chính bởi vậy, quân chủng hải quân là một trong những lực lượng được quan tâm đầu tư hơn cả. Bên cạnh việc nghiên cứu, chế tạo và đóng mới tàu tên lửa tấn công nhanh trong nước, quân đội ta còn tiến hành việc nhập khẩu nhiều loại tàu có khả năng chiến đấu cao từ nước ngoài. Từ giữa những năm 1990 cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn 20 năm xây dựng bài bản, quân chủng đã có được một vốn liếng vô cùng đáng kể. Với một đội tàu mặt nước lớn mạnh được đánh giá là đứng đầu trong khu vực, không thể không kể đến những con tàu mặt nước có năng lực nhất của Việt Nam hiện nay. Đó là 4 con tàu hộ vệ cỡ 2.000 tấn, lớp Gepard 3.9, được nhập khẩu từ Nga, số hiệu 011 Lý Thái Tổ, 012 Đinh Tiên Hoàng, và là cặp tàu đầu tiên được gia nhập vào biên chế từ năm 2011. Cặp thứ hai với số hiệu là 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung cũng đã hoàn tất bàn giao, chính thức tham gia vào đội hình tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam từ năm 2018. Mới đây, chúng mình có ghi nhận được thông tin Việt Nam ta đã tự mình có những cải tiến mới cho 4 con tàu này, rất đơn giản thôi nhưng lại có ý nghĩa to lớn, hỗ trợ tối đa cho quá trình tác chiến. Con tàu được lắp đặt thêm phần nhà chứa máy bay trực thăng dạng di động, tức là có thể kéo ra và thu ngắn lại tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Đây được cho là sự thay đổi nhằm nâng cấp thêm tính năng mới so với thiết kế ban đầu. Nhà máy X-46 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân là nơi trực tiếp thực hiện sửa đổi, khắc phục lỗi thiết kế này. Ban đầu, đặc điểm của cả hai cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard đó là không có nhà chứa máy bay hangar dạng kín, mà chỉ một khoang hình thang trên nhỏ, dưới to, dạng nhà chứa nửa kín nửa hở để làm chỗ trú cho trực thăng. Trực thăng xăng ngầm KA-28 thường chỉ được kéo vào bên trong, sau đó phủ một lớp bạt để bảo quản. Tuy nhiên, trong những chuyến hải trình dài hàng nghìn km hay trong những nhiệm vụ cần mang theo máy bay tác chiến, phương án này được đánh giá là không tối ưu để bảo quản. Bởi lẽ, trực thăng xăng ngầm sẽ bị lộ thiên phần đuôi ra bên ngoài, phải chịu tác động không nhỏ của điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, chẳng hạn như tác động ăn mòn của môi trường muối biển. Điều này sẽ khiến cho thời hạn sử dụng cũng như những hệ số kỹ thuật bị giảm sút. Nhược điểm này đã bộc lộ những hạn chế vô cùng rõ ràng. Trong hành trình từ Nhật Bản trở về sau chuyến thăm năm 2017, khi tàu Gepard 3.9 không may gặp phải cơn bão Trà My ngoài khơi. Vào thời điểm đó, các cán bộ, phi công và lực lượng kỹ thuật đã không quản mưa bão trong đêm tối, rất vất vả kiểm tra từng vị trí đã chẳng buộc nhằm đảm bảo an toàn được cho chiếc thăng KA-28. Gió giật quá mạnh, làm hỏng các vị trí chẳng buộc, khiến các chiến sĩ phải cố gắng siết chặt lại các kẹp lá cánh quay, đồng thời phải phủ lại bạt che chắn cho phần thân, giữ cho máy bay ổn định trong điều kiện thời tiết hết sức nguy hiểm, sức gió giật trên cấp 14. Những thao tác trên có lẽ sẽ được đơn giản hóa đi rất nhiều nếu như tàu được thiết kế có hangar dạng kín. Nhìn thấy được nhược điểm này, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiến hành cải tiến, nâng cấp. Những cải tiến này được phát hiện ra qua những bức ảnh do truyền thông Trung Quốc chụp lại được khi tàu chiến 011 Đinh Tiên Hoàng và 015 Trần Hưng Đạo tới Thanh Đảo, Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh Hải quân quốc tế trên biển, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân nước này. Nhìn thì có vẻ là rất đơn giản, thế nhưng giá trị mang lại thì rất lớn, vừa có tác dụng nâng cao việc bảo vệ thiết bị trong những chuyến hải trình dài, loại bỏ hoàn toàn những lo ngại bị ăn mòn vì tác động của muối biển, giúp tăng tuổi thọ và độ bền của khí tài. Đồng thời cũng giảm được các thao tác chằng chống để cố định mỗi khi gặp thời tiết xấu. Và quan trọng nhất đó là với sự cải tiến về mặt kỹ thuật như vậy sẽ giúp nâng cao đáng kể về năng lực tác chiến của các chiến hạm Gepard 3.9 này. Khi nhìn thấy hình ảnh về sự thay đổi của chiến hạm, nhiều người bày tỏ lo ngại sự nâng cấp này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng bắn của pháo AK-630M, cụ thể là sẽ chắn góc bắn. Thế nhưng, thực tế cho thấy rằng kể cả khi hangar được kéo ra hết cỡ thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến góc bắn của khẩu pháo phòng không cao tốc AK-630M cả. Hơn nữa, chắc chắn, trước khi thực hiện những sự cải tiến này, đội ngũ kỹ sư cũng đã phải tính toán toàn bộ trước về những trường hợp có thể xảy ra. Nếu như không có tác động xấu thì mới có thể được duyệt phương án và thực hiện, phải không nào?
Vậy là lo ngại được loại bỏ, thế nhưng tại sao việc lắp thêm hangar chứa trực thăng mới lại liên quan tới việc gia tăng được năng lực tác chiến của chiến hạm? Chúng ta sẽ cùng phân tích. Đối với cặp tàu đầu tiên gia nhập biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam 011 Lý Thái Tổ và 012 Đinh Tiên Hoàng, hai con tàu này không có hệ thống chống ngầm, cũng không có sonar dò tìm tàu ngầm. Vậy nên việc tác chiến chống ngầm phải phụ thuộc hoàn toàn vào trực thăng săn ngầm KA-28. Phải đến cặp thứ 2, 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung, chiến hạm này mới được cải tiến giúp nâng cao năng lực chiến đấu hơn nhờ bổ sung thêm sonar thiết bị định vị thủy âm cùng với ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm loại 533mm. Thế nên việc lắp nhà chứa trực thăng để KA-28 luôn đồng hành cùng với hai tàu hộ vệ này chẳng khác nào giúp cho 011 và 012 như hổ mọc thêm cánh. KA-28 được ví như một sát thủ săn ngầm nổi tiếng bậc nhất không chỉ trong khu vực mà còn trên cả thế giới. Kết hợp với hộ vệ hạm tên lửa lớp JPAT 3.9 chắc chắn sẽ trở thành một tổ hợp tác chiến hoàn hảo, uy dũng của quân đội nhân dân Việt Nam. KA-28 là phiên bản xuất khẩu của loại trực thăng trinh sát và tác chiến chống ngầm KA-27TL do tập đoàn Kamus Nga sản xuất, được đưa vào hoạt động trong lực lượng Hải quân Liên Xô từ năm 1982. Nó được nghiên cứu chế tạo ra nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát, theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm ở độ sâu 500m, đang di chuyển với tốc độ 41 hải lý trên giờ. KA-28 có khả năng hoạt động bất kể thời gian và trong điều kiện biển động đến cấp 5. Với kỹ thuật, trực thăng này được thiết kế với hai cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau, cho phép rút ngắn chiều dài tổng thể vì không cần sử dụng đến cánh quạt đuôi. Cũng chính vì thế nên nó rất gọn, phù hợp với việc bố trí trên tàu chiến, đồng thời hỗ trợ hoạt động hiệu quả và ổn định trong những điều kiện thời tiết phức tạp. Trong quá trình bay, hai cánh quạt đồng trục này của trực thăng KA-28 sẽ hoạt động bằng cách quay ngược chiều nhau, sinh ra hai lực moment xoắn ngược chiều nhau và bằng nhau. Hai lực này sẽ tự động triệt tiêu hỗ trợ trực thăng ổn định trong khi bay mà không cần phải sử dụng cánh đuôi. Cho tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có Nga áp dụng thiết kế đồng trục như vậy. Vào việc sản xuất trực thăng quân sự, Mỹ, phương Tây hay Trung Quốc đều mới chỉ thiết kế những sản phẩm gồm một cánh quạt đơn kèm theo những cánh quạt đuôi thông thường. KA-28 có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m với trọng lượng cất cánh tối đa là 12 tấn, có khả năng chở được đến 4 tấn hàng. Tốc độ bay hành trình là 205 km/h, bán kính hoạt động khoảng 200 km từ tàu mẹ. KA-28 nổi bật với anten radar để tìm kiếm các mục tiêu dưới mặt đất. Radar này có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 30 km. Ngoài radar, trực thăng này còn có phao định vị thủy âm. Tín hiệu thu được từ phao sẽ truyền về tàu mẹ qua thiết bị liên lạc vệ tinh, từ đó giúp phát hiện tìm ra tàu ngầm. Cùng với đó, khả năng mang vũ khí tuyệt vời khiến cho trực thăng săn ngầm KA-28 có thể đánh chìm bất kỳ tàu ngầm nào của đối thủ chỉ bằng duy nhất một pha tấn công trúng đích. Điển hình phải nhắc đến bom săn ngầm PLAB-250-120, một loại vũ khí thường được các trực thăng KA-28 của Việt Nam trang bị. Loại bom này cũng là một sản phẩm được phát triển từ Liên Xô. Vũ khí săn ngầm số 1 này có trọng lượng lên đến 123 kg, chiều dài 1,5m, trong đó có khả năng chứa 61 kg thuốc nổ và độ cao tối thiểu cần được triển khai là từ 50m. Và cơ chế hoạt động sau khi thả rơi xuống nước, PLAB-250-120 sẽ nhanh chóng chìm xuống độ sâu đã định sẵn và được kích nổ. Sóng xung kích được tạo ra từ những vụ nổ của loại bom này. Mặc dù không đủ để có thể nhấn chìm tàu ngầm đối thủ chỉ bằng một lần tấn công, thế nhưng lại dư sức để khiến những loại tàu ngầm hiện đại bậc nhất bị hư hỏng nặng, buộc chúng một là phải rút lui, hai là phải nổi lên bờ và nhanh chóng đầu hàng. Ngoài hệ thống bom chúng mình vừa chia sẻ, được biết trực thăng săn ngầm KA-28 còn có thể mang theo một ngư lôi, thứ vũ khí được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất đối với các loại tàu ngầm. Chỉ cần một quả ngư lôi bất kỳ đâm trúng vào thân tàu ngầm, ngay lập tức cả con tàu sẽ bị nhấn chìm. Vừa có khả năng mang theo ngư lôi, kèm theo đó cả những quả bom diệt tàu ngầm. Đó chính là một trong những điểm đáng chú ý của loại trực thăng này, điều mà hiếm có trực thăng nào trong khu vực Đông Nam Á có được. Bên cạnh đó, KA-28 còn được thiết kế để mang theo vũ khí các loại tối tân lên đến 4 tấn, trong đó bao gồm các loại bom, rocket, thậm chí là cả tên lửa. Thiết kế này cũng cho phép nó treo được vũ khí tại nhiều vị trí khác nhau. Cụ
Cụ thể, có thể treo vũ khí ở ngay hai bên hông máy bay hoặc bên trong khoang chứa vũ khí phần dưới bụng, chưa kể đến khả năng mang theo bom ở đuôi máy bay, một kiểu gắn vũ khí khá độc đáo. Đồng thời, các sĩ quan vũ khí khi lắp bom vào vị trí này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các vị trí kể trên. Việc KA-28 có thể tự mang theo vũ khí là vô cùng có lợi và tăng tính chủ động. Nó sẽ giúp cho trực thăng săn ngầm này chủ động diệt mục tiêu ngay sau khi phát hiện ra, thay vì việc phải nhờ cậy, chờ đợi vào hỏa lực của một loại máy bay nào khác. Các bạn thân mến, chia sẻ về những tính năng kỹ chiến thuật siêu khủng của trực thăng săn ngầm KA-28 để chúng ta thấy được sự kết hợp giữa 011 Lý Thái Tổ và 012 Đinh Tiên Hoàng với anh bạn săn ngầm này là một sự phối hợp vô cùng hoàn hảo, bổ trợ cho nhau toàn diện trong quá trình chiến đấu trên biển. Việc lắp đặt thêm nhà chứa máy bay là một bước tiến lớn, hỗ trợ không nhỏ trong việc bảo vệ người bạn đồng hành của JPAT 3.9. Thông qua đây, chúng ta cũng thấy được sự tiếp cận chủ động tích cực của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta đối với những trang thiết bị tự có, tự mình cải tiến cho phù hợp với thực tế mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của các nhà sản xuất, của những đối tác nước ngoài. Việt Nam ta đang ngày càng phát huy sự sáng tạo hướng đến mục tiêu làm chủ thiết bị quân sự. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những sản phẩm mang định danh Made in Việt Nam. Đến đây thì video ngày hôm nay của chúng mình đã hết rồi. Hãy comment, chia sẻ suy nghĩ của các bạn về chủ đề ngày hôm nay nhé. Cũng đừng quên cho chúng mình một lượt like, share, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.